Ôi, giày trông sang xịn mịn đấy. Vừa trúng số à bạn? Chả giấu gì bạn, tớ mở công ty dịch vụ khắp thuê, dịch vụ tốt, giá cả ổn, cho nên là nhiều khách lắm bạn ạ, làm không xuể luôn ấy. Khắp thuê á? Có cả dịch vụ đấy à bạn? Cạnh tranh cao không? À, bạn lạc hậu quá. Bây giờ người ta quan niệm ấy, đám nào khóc càng to thì gia đình bên đấy phúc đức đủ đầy, hưng thịnh lâu bền. Con cháu trong nhà thuê khóc cho ông bà đã đành. Khách hàng bên tôi ấy, còn có nhân viên thuê khóc cho đám ông chú họ của cô dì ruột bên nội nhà sếp. Hôm sau cái được tăng chức luôn. Nhiều lắm bạn ơi. Wow, thật không ngờ luôn đấy. Bên tôi còn chia nhiều gói cho khách hàng dễ lựa chọn nữa. Gói khóc chay 5 triệu, gói vừa khóc vừa gào 10 triệu, gói vừa khóc vừa gào với dãy đành đạch trên sàn 15 triệu. Mà khách hàng muốn ấy, kiểu bất tỉnh hay là nhào xuống đòi chôn cùng ấy thì giá cả inbox nhá. Nói chung bên tôi khóc vừa thật vừa dai này, khách hàng ưng ý lắm. Ôi, nghe mà chóng cả mặt luôn đấy bạn ạ. Thế nhưng mà bạn lấy nguồn nhân lực ở đâu đấy? Mấy vụ khóc suốt ngày như này khó lắm. À, tôi liên hệ với mấy tay chơi chứng khoán thích đu đỉnh, nguồn hàng dồi dào luôn sẵn có nhé. Khóc dài lắm ấy. Đỉnh quá bạn ơi, mà tôi đang quen mấy thằng chơi coi á, tài khoản trên 5 trên 7 hết rồi, để tôi giới thiệu sang chỗ bạn làm nhé. Ừ, không được đâu, mấy thằng chơi coi ấy, trái tim nó hóa đá hết rồi, không thể được vào trong, không khóc ăn được đâu.